Vâng, và em Minh xin mến chào toàn thể bác nhá. Thì hôm nay bên em lại tiếp tục về hàng các bạn. Hàng đi và hàng lại về. Thì lần này em về thêm một số mẫu mic mới giá cực kỳ hợp lý cho bác chơi nhá. Thì ngày mai mình sẽ quay. Thì hôm nay riêng ngày hôm nay Hiếu Minh thông báo bác là cái lô đẩy VBK ấy, là Hiếu Minh hết hàng rồi. Còn ít rồi. Đây bác nhìn sau khi vệ sinh này đẹp như thế này. Đẹp long lanh nhá, đẩy VBK. Đây con này bác khách chốt rồi nhá, nên em không quay đâu, nên các bác gọi VBK đẩy VBK này hết hàng rồi, không còn hàng đâu bác nhá. Nhưng mà hôm nay em lại có một cái lô đẩy mới đến từ thương hiệu của Mỹ. Đó là dòng đẩy Denton. Denton. Quá quen thuộc các bác đúng không ạ? Các bạn đang chơi những con lọc lọc xì hay những bộ mic hay những đôi loa hay những quả súp Denton thì bác thì hôm nay chính là những con đẩy Denton. Với công suất cho ra từ 7 đến 800W một kênh, có những con 1000W ở trong lô này. Tổng lô là em về là tổng cộng là 50 chiếc bác nhá. Xếp thành 4 chồng. 50 chiếc. Hàng trong tình trạng đẹp xuất sắc luôn các bạn. Các bác đừng nhìn vào những cái bẩn bẩn đây này, cái bẩn bẩn này là đây em miêu tả cho bác luôn này. Hiếu Minh lô đẩy đẩy này là những cái lô đẩy em về đây nó đẹp lắm các bạn. Quên lại không cắm này. Cái là dùng mình nhà mình luôn ở đây này, bên Hiếu Minh chỉ cần dùng máy xì hơi này này. Là ra hết các bụi bẩn thôi. Đây ví dụ những con này này, nó bám ít này, có những con bám nhiều này, con này bám ít này. Cái lô đẩy này rất là đời, rất là gần đời em chưa, hôm trước em chụp này đời 18 hay 19 ấy. Nói chung đời đầy đời gần như cái con BBK như vậy. Đấy, có M1, M2, M3. Nhà tương với công suất thì mai em sẽ review kỹ cho anh em. Giá chỉ tầm hơn 3 triệu một chiếc thôi. Mới những con đẩy đẹp này, bán cho cả bác thợ thuyền, anh em có nhu cầu liên hệ em nhá. Thì hàng đẹp bác nhìn vào đây này, cái nắp em chuyển về này. Nó đẹp này cơ mà. Đây nắp này. Đẹp thế này. Còn cái bẩn này không tính nhá, bên này cái bẩn này. Thì không tính nhá, bẩn không tính. Đã bẩn còn bác nhìn này. Hàng về em chưa vệ sinh bao nhiêu. Đây này. Đấy, chỉ cứ lau tay đi thôi. Hàng cực kỳ đẹp luôn bác nhá. Nhà bên em là tuần ôm lô to thôi nên là bác thì hàng quay nó mộc, không phải là mình dọn rồi khác đây. Xin dặn cho các bác thích dọn đây, em dọn đây. Em lau vệ sinh đi. Để em lau vệ sinh đây thì nó sẽ như thế này. Hôm qua em quay đấy nó kiểu để bẩn ở các căng này, em bảo em xì đi đây bác, sau khi vệ sinh đây thì nó sẽ đẹp như này, đẹp đến khoảng 90% đến 95%. Còn đây em quay mộc thì nó sẽ bác nhìn nó bẩn bẩn thôi, nó nhìn nó bụi bẩn thôi. Còn hàng về là không bị rỉ này, không móp này, không bị cong kiếc gì cả. Đấy, hàng nó đẹp. Và cái thứ hai nữa là đời nó gần. Dòng này thì mạch cực kỳ bền luôn nhá, giống như con VBK em không có con nào thanh lý cho các bác đâu. Và tiện ngày hôm nay thì thông báo bác thì lô săn xôi. Săn xôi này thì trên trường anh em cũng đã bán rất nhiều rồi, thỉnh thoảng có anh em về rồi. Lô săn xôi là bác cứ gõ cho em là săn xôi model là VK10. Cái này súng driver tép neo, trên trường anh em đang bán là mức giá là hơn 7 triệu một đôi này. Hiếu Minh bán quật mức giá rẻ hơn 1 triệu so với đơn vị khác nhá. Em bán thì nó rơi khoảng chưa nhân giá chính xác nhưng khoảng chắc khoảng hơn 6 triệu một tí thôi, hoặc 6 triệu hơn 6 triệu một tí chưa nhân giá chính xác. Nhưng lô này về cũng đẹp lắm các bạn. Bác nhìn là màu trắng này. Nó chỉ bám bụi bẩn thôi bác nhá. Bụi bẩn này, đẹp long lanh này. Long lanh nhá. Trắng ngọc trinh này. Lô này em về tổng cộng 50 đôi, bán cả thợ, bán cả lẻ, giá thợ cực tốt mà giá lẻ cũng cực tốt luôn. Thì trong lô này nó về lẻ được khoảng độ 7 đôi này. Thì mai em sẽ xả cho anh em giá khoảng 1,6 triệu 7 đôi nhá. Các bác nhanh tay. Bát 25. Loa bát 25 zin đẹp. Có 1,6 triệu 7 đôi thôi. Nói thường thường là em chỉ nói giá này mà các bác phải liên hệ sớm này, không là hết. Bát 25 nhá. Bao zin, bao xịn, bao đẹp. Ví dụ đôi mà mạ gỗ này này thì tầm 1,7 triệu này. Đôi mà trơn này này thì là 1,6 triệu nhá, rẻ 100.000. Đấy. Em bán giá tốt luôn. Đôi này trên trường anh em đang bán nó quật mức giá khoảng 3 triệu. Các bác xem kênh bác biết đây, em quay luôn model cho các bác nhìn này. Đấy, tóc xoăn này giờ đỡ cho anh cái này. Tóc xoăn này, đỡ. Xay lại cho anh với. Xay lại anh quay model cho các bác nhìn. Các bác cứ gõ lên Google các bác thấy ở chỗ trên YouTube ấy, anh em bán nhiều rồi. Đây người ta dùng là bụi bặm nhá các nhá. Dòng hoa đến từ Nhật Bản, thương hiệu Nhật Bản các nhá. Samsung LS550 bác gõ luôn model này. Em bán em chia sẻ bác em bán 1,6-1,7 bằng các bác đi mua những dòng loa trợ lời bát 16. Đây em bán đôi bát 25 các nhá. Quay anh lô qua gỗ cái em xem nào. Đọc cái giá này thì các bác khi phải gọi chốt ngay thôi. Hàng bao zin nhá. Chưa vệ sinh thôi nên em cho em quay luôn cho bác luôn. Cái mô đen này thì lại là vào công suất này. LS580, con này LS580 các nhá. LS580.
sàn sùi nhá, trái phải nhá, có 7 đôi thôi. Thì bên cạnh đây là vẫn là tiếp tục bắt 25. Tiếp tục ạ, tiếp tục bắt 25. Rất đẹp các bạn. Rất đẹp, ngày mai em sẽ tiến hành lau chùi vệ sinh cho bác anh em. Lô về quá đẹp. Tháo nguyên một cái một chuỗi KTV nó tưởng 340 phòng ở bên nước ngoài về cho các bác. Đợt này về toàn là hàng chất thôi các bạn, toàn hàng chất giá tốt. Thì nếu mà kịp được ngày mai em sẽ quay luôn. Quay luôn. Thì dòng bát 25 em án rồi, giá sẽ rẻ hơn các tầm hơn triệu đến triệu hơn triệu. Còn đẩy vậy giá chỉ hơn ngoài 3 triệu một chút thôi. Đúng nhá, công suất khỏe lớn, đánh được tốt hai cặp bát luôn. Hôm nay em quay thực tế trực chiến tại kho mình có đồ, anh em có nhu cầu liên hệ em nhá. Còn một lô đẩy nữa cơ. Lô này sử dụng con này nó giống là con đẩy Satenda. Đấy, con này thì em quay clip sau, con này có ít hơn. Các bác có nhu cầu lâng đời đổi cát, có nhu cầu mua sắm những sản phẩm âm thanh hàng bãi chất lượng cao thì nhanh tay liên hệ đơn vị Hữu Đô nhá. Và xin chân ái chào tạm biệt bác nhá.